Hello Nam, chào mừng anh Nam đã đến với channel của mình. À, hôm nay mình kéo lại đây bạn đã đăng ký nha. Nhà nhỏ là tí. À, nhà hai mà. Đó, đây là hôm nay đi giao hàng á. Sao ngộ ha. Nhiều người lệ thuộc về là vấn đề là khi mà giao hàng tới chỗ không chịu ra lấy, mình giao là tới tận nhà rồi không chịu ra lấy, ngồi trong nhà thôi, bắt người ta, người giao hàng phải đem hàng tới công ty luôn, tới mình luôn, tới chỗ luôn, mình đem không như đó xe nặng mà mình đem tới chỗ thì lại căng nhằn. Tại sao giao hàng mà không đem tới chỗ? Các chị ơi, em đã giao tới chỗ, tới cửa cho chị rồi mà chỉ còn căng nhằn nữa, chị không chịu ra lấy. Chị không chịu ra lấy mà đợi gì nữa, đợi em đem vô tới, khi mà chị phải đem vô tới chỗ thì đúng rồi, mình đem đã mà tới nhà rồi đúng không, xe nặng mình dựng xuống mình sẽ ngã xe mà không đi khỏi chỗ đó, mắc hàng là sẽ bị đền ha. Một cục hàng nhỏ xíu gì thôi chị giá là 2-3 triệu đồng rồi, không chi nguyên một xe nó mắc nguyên một gỗ là rồi, kể như là đi vô khám ngồi luôn các bạn ha. Đó, thì đem vô chị nói gì, nói chị ơi không lẽ chị ở trong phòng mà em vẫn đem vô cho chị luôn. Mấy người kia cười quá trời luôn, ai cũng cười hết. Rồi xong rồi báo số tiền cho họ, họ sẽ trả cho mình rồi đi thôi. Đó, khi giao hàng thì phải giao đơn, nếu mà giao 5-10 đơn thì mình có thể tới chỗ luôn, trong khi các bạn có anh ai đó ai rằng thì đem vô tới nhà, chỗ đang nằm ngủ đem tới chỗ nhận luôn. Mà không có đâu, trời ơi chị ơi, trời ơi nắng nôi mà đem một cục hàng đến cho cái tới nơi cho các bạn quý anh chị đó, thì canh quý anh chị hãy thông cảm cho những người giao hàng không được nhiều đâu, được ăn giao hàng cho các bạn chỉ được có 50.000 thôi, mà chạy đi tới lui kiếm tiền xăng không hết tiền rồi. Dạ chào chị Hương nghe chị Hương. Rồi bữa giờ giao hàng mệt quá chị Hương ơi, mệt mình cũng lấy cái đó làm động lực chị ơi. Hà chị Hương dạo này khỏe chị Hương, bóng đá hay quá. Dạ bóng đá hay chị ơi. Nhưng mà em không có ấy thì cũng ủng hộ bóng đá, thấy bữa đợt rồi qua rồi giờ còn đó chị. Em suy nghĩ ra ý tưởng này hay nè, nhưng mà không biết làm kênh khác hay làm bên này hay gì hơn, cho em ý kiến nha. Em lấy nhạc của YouTube á đó, em cứ ghép lên em đưa lên cho mọi người chia sẻ, mọi người hay mình làm bên này hay bên khác, cái đó thấy hay á. Nhạc YouTube bây giờ nó ra nhạc hay không vậy, chiều em kiếm được đâu được 5-6 bản. Chị Dương Hương á, lấy cái nhạc đó chị tải mấy nhạc đó về chị hay Dương Hương, nhạc nào hay đó chị tải về cái chị làm cái thẻ nhớ gì hơn, chị đào cái đó chị bán là thường một cái thẻ nhớ không 32 GB hoặc là 10 mấy GB đó, chị đào đó chị bán gấp đôi lên, bán
đưa vô cái học viện á chị vô không bán là thấy ok đó chị. Nhạc YouTube ghép nhạc nếu chưa kiếm tiền thì không sao. Ủa nhạc này nhạc của YouTube mà đâu phải nhạc của mình đó chị, đâu phải nhạc của những cái nhạc của bản quyền đâu, nhạc YouTube mà. Như cái anh gì ta quên tên này, anh Nhàn đó, như anh Nhàn anh làm cái phần mềm của Windows đó đưa vô đó thì anh Nhàn anh làm được, chị làm theo cái đó là ok đó chị. Đó thì cái đó cũng có bạn ấy đó. À chào anh Đức nha, trời ơi lâu quá gặp bạn. À, đúng không, nhạc của YouTube mà lấy trên đó mà đâu có sao đâu chị, hay nhạc đó chưa bật tiền thì nó sẽ ảnh hưởng gì hả chị? Hiện tại em còn 5.500 500. À, bữa hao hụt hết 1.000 đột xuống giờ lên lại 500 được rồi. Đó thì em lấy nhạc phi của YouTube mà. Nhạc phi mình kiếm nhạc phi trên đó đó thì chị đau về một cái trời chụp hình đi, một cái phần mềm đi chị thảy vô đó, hoặc là cả 50 hoặc là 20 bài thôi, 20 bài hay thôi, chị cứ đau thẳng vô cái thẻ nhớ đó, chụp hình lên để lên cho danh lên học viện bán mười mấy 20 đô hay 30 gì đó, nhiều đâu đó thì tính bình thường là mình tính cái thẻ của mình, cái thẻ nhớ đó, là 32 GB là mình mua là bình thường là 950 đi, 950 thì đó mình lấy lên 950 nhân ra bao nhiêu, 950 chưa đến 80 đâu, 950 thì cũng đô ngoài hay đâu gì đó, thì mình nhân thêm cái số mà có mình thảy cái nhạc nó vô đó, vậy rẻ thôi, tính rẻ cho anh em thôi đó. Sao đau mắt gì đâu đúng không chị, đúng không? Nãy ngồi cái vừa xem thầy vừa livestream mà vừa kiếm được mấy bản nhạc hay để dành cho dịp Tết. Dịp Tết mà vô đó kiếm nhạc xinh cũng có. Chào anh Không nha. À chào Vy nè. Đó lâu quá gặp thằng Vy nè. Vy bữa giờ làm video sao rồi? Hả? Chắc bữa giờ để không luôn hả Vy? Vi làm hết tóc nè mà không chịu để góc nào đó quay đi. Trời ơi Vi cũng lâu lắm rồi nè, gần 2 năm mà đó nghe Vi. Chưa được gì hết nha Vi. Anh đây một năm trời chơi cũng chơi được. Chào Vấn Thanh nha. Trời anh Vấn Thanh ơi, có điều này góp ý kiến anh nè Vấn Thanh ơi. Khi mà anh quay cái chiếc xe tải đúng không, nó đang bay lên đúng không, nếu mà anh có một cái điện thoại nào khác hoặc là cái âm ga nào khác á, anh quay ở trong cabin á, anh quay trong cabin mình không, một hướng nè quay mình thì mình bên còn cái camera khác mình đặt ở cái góc mà góc xe mình bên lên đó anh, đó thấy không, xong về mình ghép hai cái video lại, cái video nào mà nó thấy ở góc ngoài đó thì để bự, còn cái góc trong cabin đó thì mình để
để cái video đó góc nhỏ trên màn hình nhỏ này nè, nhỏ xíu vậy đó, nó vuông vậy đó, nó càng đẹp hơn. Chứ mà mình quay một hướng một thì nó hơi hay ấy ha. Lâu quá là chìm à, đây đó, vài bữa nữa có thành viên mới nha Vi. Anh Kiệt chỉ về đây hợp tác với anh Kiệt làm YouTube rồi. À, mai mốt nè anh Kiệt cũng qua làm. Sao mà yêu có gì vậy mọi người ấy, kiểu này kiếm tiền nè ấy, nó kiếm coi nha, tiền này tiền coi nha, không phải tiền vô đó đăng ký xong cái đầu mình cứ tiếng hồ mình quay là có coi gặp vô thì anh em cứ tìm hiểu về vấn đề đó. Nhưng mà trong cái gì, trong khu internet á, nó có được kiếm tiền hết á. Trong quảng cáo trong khu internet á, là được kiếm tiền hết là cái đó, các bạn tìm hiểu mấy cái đó là kiếm coi đó. Không biết anh Công nè có làm mấy đó không anh Công? Làm mấy cái đó thấy ngon thì cứ tích lũy từ từ đi, cứ ngày ví dụ như quay này kia được 4 mấy câu, từ từ lên được 3.000 mấy, có 3.000 mấy coi là rút được rồi. Chắc ở trong đây em nhỏ tuổi nhất thì Vi với bạn Minh nè, đó Vi bạn Minh nè, nhỏ đó không à. Bữa giờ thì độ thì không thấy ra video rồi đầy đủ nè, đó, trong nhóm Facebook nè, độ là không thấy ra video đầy đủ nè, rồi Lộc thì nè ha, để chuẩn bị làm lại ha. Còn mà Linh thì giờ cũng kiếm được 1.500 đô rồi, 1.500 đô rồi, chưa được nha. À, Linh được 500 đô rồi. À, Linh trong nhóm Facebook là 500 đô nè. Còn anh Công thì làm thấy trên tác đều nè, nhưng không thấy ấn ra video nè. Còn anh gì? Quên nhớ. À. Còn Thảo thì cũng ra video một điều à, chào đẹp anh đẹp nha, anh đẹp giờ sang nha à, cháu anh đẹp đã qua nhà mình nha đó à, không đá tới rồi anh em có đi cầu Vũ không, mà cái đội bóng này thì đá cũng hay lắm nhưng mà không biết thấy ngoài kia nó bật người ta bật rồi đó. Đó Vì bữa giờ có quay hấp tấp Vi ơi.
Dạ hai mọi người. Bữa nào mà bắt nhạc lên đứng nhảy. À, chừng nào anh Kiệt về cho em hay nha. À thì cứ lên xem đi là biết anh Kiệt về là hay à. Đó. Thì sau này anh Kiệt sẽ quay trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. À. Nà, nóng đúng không? Nóng này nên nè. À em bận quá nên không có quay. À thì em bận, em đang làm đó, em đặt lại em ra rồi đó, góc nào đó không? Rồi em quay lại thôi chứ đâu có gì đâu mà bận nha. Đúng không? Thì giờ công việc mình hấp tấp đó, mình đặt đó đi, đặt đó đó trước khi khách vô, đừng đặt trước mặt khách được rồi, có mặt mình đó láng quá hả? Đúng rồi, mặt camera nó thấy mạng nó thấy yếu nè, nãy giờ quay không à, bây giờ bớt quay rồi đó. À chào anh Quý nha. À. Ráng quay video đi Vi ơi, cứ quay đại đi, up đại lên chứ đừng có để hoài, làm hoài thấy không đăng video gì chân đó Vi. Làm lại đi đừng có sợ em. Trong nhóm Facebook bây giờ là ta ấy gần cái tiền hết được rồi đó, còn mình nên Vi à. À Vi cố gắng lên nha. À anh Quý chào anh Công. À đó, thì lâu lâu quá mà, lâu quá mà, nhóm mới lên nè, anh Công gặp yêu miền Tây nè, yêu miền Tây gặp anh Công nè. Lâu quá mới thấy nhóm đông đủ à. Ờ cố gắng lên nha. À đợi lâu quá hả? Này lâu rồi đó, cũng gần 6 rồi. Là cũng đâu gần 3 tháng là 3 tháng mấy rồi. Là nhóm mình là ít có mà like mà như gì nữa ha. Nói yêu. Ngày xưa là cái nhóm Facebook là chia ra mỗi người like bữa đều hết trơn. Nay ta gã hết rồi. Vi em chỉnh sửa cho anh lại. À Vi nè, Vi không có ấy video nè. Đó thấy không, anh vô miền Tây nè đó. Mà nếu nó quay hoài à. Nay người ra video ăn để Vivo miền Tây ra video được đề xuất ha, quá hay luôn, chúc mừng anh nha, ăn đề xuất là mau lên lắm á.
Thì đã rồi quà là đăng cái video xin việc làm đó trong vòng một tháng, anh em giao lưu mình. Dạ cảm ơn anh quý nhiều ạ. Và là anh em biết hết rồi không biết gì để chia sẻ thì bây giờ thì cái mấy vấn đề này mình biết rồi, mình coi biết vấn đề khác thì mình chia sẻ thôi, chứ giờ anh em nào không có biết thì mình chỉ thôi chứ đâu có ấy đâu. Em tính lên giao hàng nhanh nè để trời ơi giao hàng nhanh nè thì giao này cũng được ăn ra sản phẩm, ví dụ mình giao khách hàng á, khách hàng này được nhận á thì mình sẽ được một đơn hàng là nó là 7.4 đó, cứ cộng dòm lên thôi, cứ bình quân một ngày mình giao 30 đơn trở lên đi là thấy là mò là sống vừa rồi, từ 40 đơn trở lên á là thấy là sống khá. Mà khi mình biết đường gành rồi á thì mình đi giao á thì nó sẽ là ok hơn. Còn mà mới mình mới giao á không biết đường á, cứ bóc cục hàng nào lên á là phải điện cục hàng đó. Phải điện cục hàng đó nên là nó lâu. Không, ngày đầu tiên quà làm á là quà giao được 15 đơn. Đó, 15 đơn à. Thì đường link bên dưới anh có để đường link dưới đó Vi, các bạn với anh đi. Đúng rồi anh ơi, 7.4 đó anh Vi Vu. Bên giao hàng nhanh nha. Còn bên tiết kiệm thì 5.000. Tiết kiệm 5.000, nhưng người ta có tiền lương căn bản. Dạ, chào bác Phúc ạ. Bác Phúc khỏe. Tết vui bác Phúc. Còn bên tiết kiệm thì 5.000, mình giao tới giờ hết giờ thì hình như là nó bị giảm. Thì nói chung thì nhiều cái gia hàng mình giao trên mạng á thì cứ giao đi, giao thì mình em làm gần nhà. Thì là mình nếu mà mình làm khu vực gần nhà mình á, mình biết đường đoạn đường đó nó phân khu dân à, cái khu nào mình biết đường phải không là nó phân mình theo. Mà nói chung á là chạy mà nắng mà đi giao nhanh là đi giao nhà hàng những gì giao hàng là tối ngày chạy đó. Thì nói chung là mình chạy tới lui, mình ôm xe mình chạy tới lui nó đỡ hơn công việc hơn mà mình phải đi vào công ty mình làm đó. Mình vào công ty thì giờ giấc áp lực hơn mà nó nghĩ là áp lực là do khách bên khách hàng họ, còn phần nữa là mình giao nó là nhiều cái đau, nhưng mà cái nỗi khổ thì bên nói chung giao hàng thì này kia thì bù qua sắp lại thì cũng được, nhiều cái thì có tiền bo của khách á, ngàn thì tiền đó thì cũng đắp qua những cái tiền xăng nè, tiền ăn uống là mình lo hết. Tiền xăng tiền ăn uống là mình tự lo, rồi tiền xe cộ hư hao là mình tự lo hết. Nhưng mà hầu như mình thấy là những cái người cũ á là người ta lãnh mấy 2 triệu đó, ta giao hàng á, ta biết chỗ gành đường rồi đó, biết số nhà nhiêu cái người ta đem lại, đem tới chỗ, đem nhà tới, đem đi chỗ cái đồ phát phát lẹ lắm. Còn mình đây chạy cái khu này thì nó khó ăn lắm. Nói chung là khu 1B ở Phú là nó
nó nhiều nhiều cái ba đường, có ba đường, nhiều khi mình đứng ngay đường này khi mình điện qua tới tốt bên đường kia không, một mà đường gì cũng 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 tới nửa tay đó. Khi mà mình đi qua giao cục mua tới cục kia là bắt đầu là phải là mình chạy ngược lại. Khi mà mình nghĩ về vấn đề mà mình giao hàng á, là mình điện cho hết hàng loạt đi đó, là hết hàng loạt đúng không, nhanh nhanh thiệt. Nhưng một cái gì nè, nhưng xong là người ta sẽ hối mình đãi rồi, bây giờ thì phân khu theo đường luôn, phân theo đường luôn, đường nào 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 chạy đường đó nó hết đường đó bắt đầu về lấy thêm đó. Ngày thì thường thường là người ta lại để cho mình mấy chục cục á, nên tùy theo khả năng mình giao. Mỗi ngày đơn hàng đều là 20 hay đơn hàng hả, thì quà mới vô thì nhận được 3 hoặc 40 đơn, chạy chạy nguyên ngày từ 8 giờ gửi ra kho, ra khỏi kho đó, ra khỏi kho rồi bắt đầu chạy, mình chạy hoài đó, chạy mỗi ngày mỗi khác, đúng rồi mỗi ngày mỗi khác. Khi mà mình chạy thấy được nhiều á, người ta sẽ ca đưa thẻ cho mình nhiều, mà trong khi đó 60 đơn mà mình giao trong đó thì chắc ăn là 40 đơn, tại vì 70 đơn là 10 đơn đó, chắc chắn nhiều khi nha 10 đơn là trả về cho shop à, giá về trả gì nè, nó trả là 3 ngày không bắt máy, nhưng mà để Vivo tay không bắt máy đó, là mình đang để không bắt máy, bắt đầu ngày mai vẫn giao cục đó tiếp không bắt máy nữa, giao cục đó tiếp 3 ngày trả về cho shop 3 ngày đó. Rồi khi mà họ khách hàng họ hủy, họ thấy đơn hàng đó đó sao sao bị có vấn đề gì đó, họ cái vấn đề cái đơn hàng đó được xem thì mình sẽ cho họ xem, khi mà họ xem xong họ không có nhận, họ không nhận đó là trả gì nữa không, vấn đề nó trả nhiều lắm, trả mà trả hoặc không nhấn bắt máy đó ha, là một cái rồi đó, nó trả giao nhiều khi cũng bê thứ mà bê nguyên xe đi á, mà chở vào nguyên một xe nó mệt lắm, mình phải chia ra khu nào khu nào nào chở, khu nào gần nhất của mình chở trước không, mình xong cái đầu quay về, về gần khu đó đó mình chở tiếp, chở khỏi ít đó chở đi, khỏi ít giao lẹ lắm, thấy gì khỏi ít chứ giao nhanh lắm, thấy là còn ít ít cái mình gắn gắn để mình gắn gắn giao. À, giao viết quen đường nhanh lắm, hồ sơ sao anh bằng cấp gì không, à không có bằng cấp gì hết, thì chủ yếu là bằng cái bằng lái xe mình ăn mình đi chạy tới thì lui thôi. Hồ sơ thì hộ khẩu thì 2 cái chứng minh công chứng nha, 2 cái rồi giấy chứng minh công chứng 2 cái đó, thì hình thì mình để sẵn, nó cần máy tắm thì mình đưa máy tắm, thì đợt rồi quà đưa 2 tấm, còn và cái giấy chứng nhận, cái giấy xác nhận là công chứng về vấn đề mà bảo lãnh, à bảo lãnh người trong hộ khẩu mình bảo lãnh có mất mát tài sản gì đó của công ty, thì là người ở trong gia đình chịu thiệt hại đó sẽ trừ thẳng vô. Nói chung là làm này là nó tiền là đền bằng tiền không đó, ví dụ như mình giao cho khách hàng mà trong khi đó khách hàng không có lấy đúng không, không có lấy hàng đó, nhưng mà mình lỡ mình bấm nút giao đi, bấm đã giao cục đó là mình bắt buộc mình phải mua cục đó không, lỡ bấm giao thôi là mình phải đưa tiền cục đó,
không cần biết, giờ mà lại công ty đó mình nó lắm giao rồi đúng không, trả cùng hàng đó, nhiều khi cùng hàng đó 1 triệu 2 triệu gì không cần biết đó. Sau đó mình xách cái cùng hàng đó đi mà làm gì đó, ta xác nhận cái cục hàng đó đó là rồi là xong, mình lấy cái tiền đó mình đáp lại mình. Mà cái lúc đầu á, và mới vô á là lụp chụp lắm, mất tiền hoài luôn tiền á, bắt cứ ngày về mất trăm mấy chục, 50 100 khi 200 nó hết mẹ nguyên ngày đó bộ hoài đó. Na áo rồi, na áo này rút kinh nghiệm này, chưa tờ giấy đó quẹt quẹt quên nè, quên này kia đó, rồi rồi tiền mình đếm này kia lộn này mất. Nhưng mà lộn gì khi mình thòi á, mình thòi cho khách á, mình thòi lộn lập chập á, khi mà tính là cho lẹ nhanh lẹ đi chỗ khác mà không ngờ lại dính. Tính định đầu tư đó nhưng mà cái đầu tư cái máy cam ga hành trình á, vì nếu mà đầu tư cam ga hành trình thì không có quay ở trong công ty được, tại đó nhiều mất công ấy đó. Nếu mình phải đi là mình đi ra đường gắn mà đa số là mình gắn ở đó thì thấy cũng ok đó, mà tại không biết công ty bên công ty sao thì mình gắn cái đó không, nhiều khi mình giao hàng này kia đó cho người ta, mình quay lại cái quá trình người ta nhận hàng đó thì cái đó thấy cũng ok. Nhưng mà có nhiều khi bên công ty người ta chứ ta sợ bên khách hàng ta phản ánh không, thì anh xe ông bị lắp vậy đúng không? Tại là giờ anh xe ông bị lắp đâu có làm xe ông tới đâu, làm giờ anh bán hàng rồi, bán hàng online à. À view miền Tây lên nhưng mà chạy đó làm thêm cái kênh khác làm như kênh khác cái gì giao hàng online đúng không, giao hàng online, giao hàng online đó. Ngon kẹt kẹt bữa kẹt mấy ai Linh gì Linh làm nay lên được 500 đô mừng cái ghê đi điểm đấy, chờ bỏ lâu quá kênh đã rồi qua nói rồi, cái kênh đã bật cái tiền rồi không chịu lo làm, bây giờ bỏ nó hợp có thể là mặt đó nói lại đi anh ráng quá không nghe hả, thì định là kiệt nè, nói là đã gọi kiệt bật tiền mà không chịu cố gắng làm. Bây giờ thì Linh thì đặt 500 đô thì mỗi tháng rồi đó, gần được mất 1.000 rồi thì kiệt thấy cũng thấy mừng, thấy cũng mừng cho Linh nè. Thì giao hàng thì giao hàng nhanh thì có mình cái đó đầu tư cái máy quay được, đầu tư cái máy quay Google không biết cái canh ne gì 78 hả, 78 nổ chưa nhớ, nổ 8 không ngon đâu, có cái 7 à, 7 nó ngon hơn cái 10 á, cái chị bà thở nó là 7 ngon hơn cái 10. Gò 7 cũng 700 mấy khá chịu, ý em nói là
giá tiền à, giá tiền 7-8 triệu để coi giao hàng tháng này coi lãnh được nhiêu. Thấy là nó ổn anh đầu tư rồi, máy quay đầu tư máy quay với lâu quá, làm lâu quá phải có máy quay. Đi Google thấy ngon. Còn cái Kana 7-9 gì đây, nó test hay gì đó là nó chạy thấy nó cũng cũng vòng quá không ấy. Mình thấy cái camera hành trình đó nó gọn nhỏ gọn hơn đúng không, nó mà nó chống rung nó thì ngon hơn. Chứ còn mà cái thì tính nô cái cây chống rung để xài cái điện thoại á, nhưng mà xài điện thoại á là chị mình chỉ xài cái, trong cái giai đoạn mình đi quay này kia thôi. Còn mà cái camera hành trình á thì mình có thể là đi đâu làm cũng được hết á, nó gọn. Còn đặc điểm của cái điện thoại á là quay á, chỉ là quay nó không được nhớ đó, nó quay ví dụ như 10 phút 20 phút nó đầy còn nhớ máy đúng không, mình phải mất chuyển qua cái loại thẻ nó không có thẳng được, nó khó khăn cái đó đó. Khi mà mình làm cái điện thoại thì mình làm biết cái điểm dừng của nó, mình dừng xong mình ghép lại thì nó cái điện thoại là ok. Còn mà khi nhiều khi mình quay đang cái chớm mình quay cái đoạn đó hết không, nó tắt đi không thể nào mình biết, quay xong rồi cái đảo lại coi lại thì cái khúc nó tắt tiêu rồi, mình phải chuyển về hết cái bộ nhớ rồi bắt đầu mình quay tiếp. Cái máy coi máy mình xài là máy Apple là nó không có chế độ quay qua bên thẻ, có hàng HTC là quay bên thẻ nè, thằng Android, thằng Samsung nè quay bên thẻ nè, đó mấy cái đó thì nó quay về bên thẻ. Anh mua rồi gắn lên ngực hả, gắn ngực quay, gắn ngực nào quay lên trước ra thì tạm thời là nếu mình sẽ cố gắng nha, đầu tư cái Google để coi cái chỗ nào mà dấu áo, dấu áo mình không lấy dấu vào cái áo thì người ta không để ý, nhưng mà cái màu đen mình phải mặc áo màu đen, mà trong khi đó mình phải mặc đồng phục màu vàng, áo màu vàng á, cái mua cái đó nó màu vàng luôn hả. Chào Bùi Thủy nha, chào chị Thủy dạ cảm ơn chị Thủy nhiều ạ. Giấu trong áo khác, giấu trong áo khác phải lòi ra chứ. Khi mà ví dụ như cái áo này đi, cái trong cái gồ nó màu đen đi, nó màu đen mình phải mặc áo màu đen nó hợp đó đúng không, đeo đây nè, nó cho lòi ra. Chị Thủy chào anh Công ơi. Cái đó làm kênh khác, làm thêm kênh nữa thì đã tạo rồi á, là hòa không tính định dự định nha, mà chưa, mà cái mà con cái thì nó thấy chưa tới nên là chưa có đầu tư được. Dự định là sẽ đi giao hàng đó, là sẽ làm gì cái clip cho đi giao hàng người ta cũng không để ý đâu. Nếu hỏi thì nói quay đường phố chưa gấp không thì mình cũng được sao thì
khi mà mình đó mình giao hàng nè, mình lấy cái điện thoại đó thì khách hàng ta mở ra xem đó, mình lấy lại mình quay lại, mình cũng quay lại được mà, quay lại vấn đề đó ghép vô. Nhiều khi có cái thì mình chạy trên đường này kia thì mình cầm cái điện thoại đi thì khó khăn, pin này kia thì sử dụng danh sách này kia sử dụng bằng mềm, khi mà điện thoại hết pin thì cũng lấy để đang chế tạo cái cục gắn điện á, ghim vô cái xe, gắn vô xe để mà mình sẽ ghim điện trực tiếp đó vào cái điện thoại. Anh làm sai giao hàng nhanh, chia sẻ cách làm bên giao hàng nhanh rồi làm hồ sơ này nọ cái cục khổ. Bởi giờ thì Hòa cũng đang làm ở trên kênh này, nhưng mà cái này thì nó phát triển về cái xin việc làm thôi, còn cái mà phát triển về dân nhanh á thì có thể là mình sẽ đẩy qua kênh khác phát triển cái hàng nhanh cực khổ này nọ. Còn mà vấn đề mà ở trong kho này kia thì có thể là trong kho thì hòa sẽ không có ghi lại những cái trong kho, tại trong kho cũng có cái camera mấy trên đầu, trên camera hết đó là công ty mà về là tiền bạc đó liếm hết, nhưng mà có cái thì bên nhân viên thì có. Chào anh đi nha. Anh đi khỏe không ạ? Lâu quá gặp anh đi. Kiệt sắp tái sức dân hồi anh. Anh đi. Đó, viên gà đó. Mà làm khi có khi giao á khi nhớ bài bút mình thấy cũng cũng ấy lắm đó nè anh em, mà tăng tác với anh Sơn Quý nè. Anh Sơn Quý anh tương tác tốt lắm á. Vivo miền Tây chào anh Thi, anh Thi ơi. Anh Thi chào anh Quý cả. Nãy em tính video nhưng mà có cái thì làm video thì đăng lên không kịp, lên livestream cùng anh em nói chuyện với anh em cho nó gắn kết lại cái tương tác ngày xưa ha. Em còn đang đợi xét dư 2000 giờ hả? Dư 2000 giờ để xét là cuối tháng này chứ được nó view ơi, tại vì thường nó xét là trong vòng tháng mà mình gửi chậm gửi trễ tháng xét gì, nhưng mà thấy là hầu như là mình đăng video đều là xét việc lẻ lắm. Còn mình đăng bữa được một cái thì nó xét việc lâu, tại nó xét việc theo máy mà. Nghe lời anh Hoàng nói tháng mấy hả? Thì cái đó mình chưa biết nữa, thì cái gửi cái này gửi mình gửi lần hai thì cũng chưa có biết ha. Cũng
không có biết là nó gì. Thường thường là bà nghe nói là nó gì tới một tháng, thăm chờ lâu vẫn được việc à. Thì trong khi mình chờ nó việc á, mình cứ đăng video bình thường, đừng có đợi đó, mình cứ đăng bình thường đi, đăng video bình thường, cứ đăng đều mình giờ thường đi là nó việc lẹ lắm, hàng ngày đi, đừng có nói. Thì qua với học gì học sao nói vậy thôi, chứ quà cũng chưa trải nghiệm nữa. Tại đợt rồi bật thì tắt rồi, tắt bây giờ bật lại nè, chuẩn bị bật lại thôi. Nhóm mình đợi anh Hòa nữa thôi là xong rồi, để đào tạo anh em mới. Thì đặt rồi đó, khi mà bật đặt rồi là khi mà đủ 4.000 giờ mình sắp rồi, thì trong khi đó là đợi nó việc bật tiền mà nó quét bậy quét bạ gì đó, dính hai gậy rồi xong luôn đó. Đợi trong vòng 3 tháng trời nó mới cho mình đăng video lại đó. Khi đó mình đăng lại thì nó tụt hết 1.000 giờ rồi, tụt hết 1.000 giờ rồi. Bây giờ chạy lại giờ lên 500 rồi, 500 còn 500 đó lẹ mà. Thì sắp thì bình thường, còn có giờ đó, quét giờ thôi à. Đã rồi ngày 12, 13 tháng rồi đó, là nó quét sắp đó. Thì quà với mắt được có 20 sắp, 20-30 sắp ra à. Còn nhiều đầy đủ à. Bắt bốc chào anh Thi. Vừa đủ rồi. À. Thôi nãy giờ cũng gần tiếng rồi, trong của bà điện thoại của bạn cũng hết pin rồi à. Anh còn mấy video âm mưu tình nhớ, còn một cái à xóa chân rồi, còn một cái đoạn video âm mưu tình yêu thôi, còn cái video kia là bằng hình đó là bà tự làm bằng hình và lấy cái câu chuyện đó và đánh chữ lên không là không sao hết. Còn có một cái video phim thôi, là có cái đó thì nếu mà xóa cái đó thì thấy là ok. Tạm thời để cái đấy đi cho nó đủ giờ đi, rồi cho dư giờ miếng rồi bắt đầu mình xóa cái đó, là mình coi lại. Nhiều khi nó quét cái tiêu đề, quét tào lao tiêu đề mà bị dính quyền không hiểu tiêu đề mà dính những cái từ xấu đó, nó à. Thôi cái máy quẳng hết pin này thì xin dừng video ở đây nha. Thì có gì anh em ơi gì đó mình nói chuyện tiếp. Chào cả anh em nha, bye bye. Chào anh Quý nha, chào mọi người.